Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ vào bài số 8, đó là Dương Hoa Bồn Cầu. Bạn xem phim với tôi trước. Phần từ vựng, chúng ta sẽ xem một số cái hành động. Đó là Conferencia, đó là chơi gôn. Cha chân cơ rất tha đà, đi xe đạp. 골프를 치다. 자전거를 타다. 게임을 하다. 저기 테니스를 치다. 저 테니스 농구를 하다. 저 봉소 피아노를 치다. 저 피아노 당구를 치다. 저 비아 스키를 타다. 저 뛰어 기타를 치다. 린다 기타 스케이트를 타다. 젖방 축구를 하다. 축구를 하다. Đây là bóng đá. Và chúng ta sẽ xem sang phần bài học. Bên này chúng ta sẽ chọn một số cái hoạt động ở đây. An ma trên cờ sân dưới kia là gì? Các bạn sẽ nối lại những cái phần này lại. Ví dụ như là Conferencia ở đây, Conferencio, Conferencia, Chajengu, Tada, Kim, Hada, Tennis, Chida, Chida là đánh Choyo. Ok, nối vào. Nungu, Hada, Skate, Tada, Chuku, Hada, Kitarun, Chida, Skirun, Tada, Dangurun, Hada, 치다, 치다, 피아노는 치다. Chúng ta sang hành động số 2, đó là 주말에 뭐해요? 번호는 쓰세요? Cuối tuần bạn làm gì? Chúng ta hãy viết số vào đây. 낮잠은 자다, ngủ ngày. Tiếp theo số 2, 등산은 하다, leo núi. 산책은 하다, đi dạo. 여행은 하다, 디 du lịch. 노래방에 가다, 디 hát. 침침방에 가다, 디 tắm hơi. Thì các bạn hay làm gì vào chủ nhật? Tiếp theo, ngữ pháp. Đầu tiên, ngữ pháp động từ đi với ư là cayo. Nếu có phát chim thì đi với ư là ư. Còn nếu không có phát chim thì không có ư, chỉ đi với lò cái ô. 주말에 같이 영화 보다, xem phim, và 볼까요? Cuối tuần này xem phim nhé. 네, 좋아요. Vâng, hay quá. Đây ạ. 노래방에 갈까요? 네, 같이 가요. Rủ nhau ạ. 여기에 앉을까요? Bạn ngồi ở đây nhé. 네, 좋아요. Vâng, được. 내일은 누굴 만날까요? Ngày mai thì gặp ai? 누구를? 우리나라. 우리나라를 만나요. Chúng ta gặp 나나. 뭘 먹을까요? 비빔밥을 먹어요. Chúng ta cùng nhau ăn 비빔밥. 네, 누구를? 누구를 thành 누구 뭐를 뭘. Đây là cấu trúc này có nghĩa là rủ nhau hoặc là hỏi ý kiến của ai đó thì chúng ta sử dụng cái ô. 친구와 얘기해 보세요. 주말에 시간 있어요? 네, 있어요. 우리 만날까요? 네, 좋아요. Đấy, tình huống số 1 đúng không ạ? Số 2 đây. Số 3. 어디에서 만날까요? 뭘 먹을까요? 먹고 받침 thêm 을까요? 뭘 마실까요? 마시 không có, 받침 thì thành 마실까요? 뭘 할까요? Làm gì, uống gì, ăn gì, làm gì?
phải có nhiều cái để hỏi nữa. Tiếp theo, bất quy tắc bắt chim tờ thì cứ thì đây Urikachi Krulkayo de Choyo. Thì Pachim là Tiger, thì một số biến đổi, một số theo quy tắc sẽ biến đổi thành chữ L. Đây, Kota Oyo thành Koroyo, Krosoyo, Kuruseyo. Tuy nhiên, khi tờ gặp nguyên âm theo bất quy tắc sẽ biến thành chữ L. Nhưng có một số trường hợp không thay đổi như Tata, Bata. Oje, muốn hết xíu. Không muốn này thôi, Krosoyo. Uri bơ sư rừng thal kayo. Anio. Chúng ta đi xe buýt nhé. Không, chúng ta đi bộ. Hanguk umagun tchiman. Hanguk niu sư rừng Tuy tôi nghe cái nhạc Hàn Quốc nhưng không nghe cái tin tức Hàn Quốc. Radio chan thử xe. Hãy nghe radio thật kỹ vào. Nghe radio cho tốt rồi. Chingu Yuki Hebuseo. Ở đây chúng ta lưu ý là cái bất quy tắc thì khi mà chúng ta có một số cái động từ nó không theo cái bất quy tắc này, ví dụ như tata, pata, mita, những cái nó thay đổi bất quy tắc, nó theo quy bất quy tắc này, đó là kota rồi tuta. Xin qua dưới cái heo rêu. Xin muốn câu hỏi. Ở trên Hàn Quốc CD rất rất sale. Hôm qua bạn có nghe CD của Hàn Quốc không? CD tiếng Hàn không? Yêu chương mũ sư ở Mao gần từ rồi. Dạo này nghe nhạc gì? Chị bê cơ rơ. Bạn đi bộ về nhà không? Cái này chúng ta sẽ hỏi bạn bè của mình. Và bạn bè sẽ hỏi lại mình những câu này. Cơ ta là đi bộ, vô sư là xe buýt, tha ta là đi lên xe, lên phương tiện. Cơ rơ sơ ca ta là đi bộ đi. Ước mắc là âm nhạc, tức ta là nghe, niu sư là tin tức, radio là cái đài, chan là tốt, giỏi. Maragi il. Chúng ta học phần nói một. Đây là cuộc nói chuyện giữa Chongu và Kelly. Chúng ta xem cái này. Chemi ichiman. Otoke. Otoke. Hờ và cờ chúng ta thành khò. Chongu nói Kelly si Hanguk sewani yotteo. Bạn sinh hoạt Hàn Quốc thế nào? Hàn Quốc 공부는 재미있지만 주말에는 조금 심심해요. Tức là cái việc học tiếng Hàn thì rất là thú vị nhưng mà cuối tuần thì hơi chán. 그래요? 그럼 주말에 같이 자전거 탈까요? Vậy thì chúng ta cùng nhau cuối tuần đi đạp xe đạp nhé. 좋아요. 어디에서 탈까요? Được, tốt. Và chúng ta đi ở đâu? Hàn Quốc không Hàn Quốc đi ở Hàn Quốc. Vâng, 그런데 한강에 어떻게 가요? 가까워요. 걸어서 가요. Hàn Quốc gần, đi bộ thôi. Đây tình huống là đi xe đạp. Đi ở đâu? Và đi ở Hàn Quốc. Tiếp theo là đi leo núi. Leo núi ở đâu? Quanak sanai kara, đi lên núi Quanak. Skate run tada, thì tada ở đâu? Sijung ape tada, sijung ape so tada, ở trước tòa thị chính. Tennis run chida, thế đánh ở đâu? Seoul công viên này so chida, chơi ở công viên Seoul. Chúng ta sẽ nghe phần bài này.
켈리 씨, 한국 생활이 어때요? 한국어 공부는 재미있지만 주말에는 조금 심심해요. 그래요? 그럼 주말에 같이 자전거 탈까요? 좋아요. 어디에서 탈까요? 한강에서 타요. 네. 그런데 한강에 어떻게 가요? 가까워요. 걸어서 가요. 적당히 라이 몰랐네요. 켈리 씨, 한국 생활이 어때요? 한국어 공부는 재미있지만 주말에는 조금 심심해요. 그래요? 그럼 주말에 같이 자전거 탈까요? 좋아요. 어디에서 탈까요? 한강에서 타요. 네. 그런데 한강에 어떻게 가요? 가까워요. 걸어서 가요. chúng ta hãy tập đọc cái này nhiều lần, tập đọc đoạn hội thoại này nhiều lần, xong sau đó chúng ta đóng vai. Bây giờ chúng ta sẽ đóng vai của Kelly trước. Kelly 씨, 한국 생활이 어때요? 그래요? 그럼 주말에 같이 자전거 탈까요? 한강에서 타요. 가까워요. 걸어서 가요. 이제 chúng ta sẽ đóng vai của Trung U. Bắt đầu. 한국어 공부는 재미있지만 주말에는 조금 심심해요. 좋아요. 어디에서 탈까요? 네. 그런데 한강에 어떻게 가요? 이제 chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa. 켈리 씨, 한국 생활이 어때요? 한국어 공부는 재미있지만 주말에는 조금 심심해요. 그래요? 그럼 주말에 같이 자전거 탈까요? 좋아요. 어디에서 탈까요? 한강에서 타요. 네. 그런데 한강에 어떻게 가요? 가까워요. 걸어서 가요. 팀 공 số 2. Chúng ta có bạn này bạn ấy hơi simsime vào cuối tuần. Thì chúng ta lại rủ tình huống số 2 là đi leo núi nhé. Thì bạn này bạn lại hỏi đi leo núi ở đâu? Và mình sẽ trả lời là khoa đặc sản. Tình huống số 3. Và tình huống số 4. Hành động và cái địa điểm chúng ta thay đổi đi. Ví dụ đi đánh tennis thì chúng ta lại không thể đánh ở Hàn Cang được, mà chúng ta phải đi đến Sun Kung Won. Đấy nhé. Chúng ta lưu ý mấy phần này. Chúng ta quay trở lại phần bài học. Đây là phần thực hành phần số 1. Và chúng ta phần số 2 đó là Chinkua Yigi Heboseo. Ở đây chúng ta sẽ nói, ví dụ bằng một bạn sim sim heo, tức là tôi chán chả biết làm gì. Thì chúng ta sẽ rủ bạn ấy đi làm gì đó, ví dụ 그래요? 그럼 같이 게임, 농구, 영화, cùng nhau game, hoặc là bóng rổ, hoặc là xem phim. Ở đây chúng ta sẽ xem một số từ vựng khác nữa. Xem hoa là đây là cuộc sống hoặc sinh hoạt. Chú cơm là một chút, sim sim he là buồn chán, Han Kang là sông Hàn. Kurente, thế nhưng, Otake là như thế nào? Kakapta là gần, Kwanaksan là một ngọn núi, tên một ngọn núi ở Hàn Quốc, Kwanaksan. Và Sichong là tòa thị chính. Đấy.
Phần 1 chúng ta đã học về hai ngữ pháp và một đoạn hội thoại nói và giới thiệu về cái việc là rủ nhau đi đến một nơi nào đó. Tiếp theo chúng ta sang phần số 2, đó là ngữ pháp và biểu hiện 2 trong phần bài 8 này. Số 1 đó là ikuzo-n, tức là cái danh từ này, ví dụ đây là người chẳng hạn thì là i saram, là người này, kusaram, cho saram, tức là danh từ về vị trí khác nhau, ví dụ như là i kavang, hoặc i kavang là cái cặp này, cho kavang là cái cặp kia, còn cư kavang là cái cặp đó, thì chúng ta hình dung như thế cho dễ hiểu. Phần ngữ pháp này chúng ta có hai ví dụ, có một đoạn hội thoại nhỏ như thế này. 무슨 영화를 볼까요? 이 영화를 봐요. Bạn xem phim nào? Bạn xem phim này nhé. 이 가방은 얼마예요? Cái cặp này bao nhiêu tiền? 그 가방은 3만 원이에요. Cái cặp đó 3만 원. 저 사람은 한국 가수예요. Người kia là ca sĩ Hàn Quốc. 이 식당 음식이 맛있어요. 그 món ăn ở nhà hàng này rất là ngon. 그림은 보기와 같이 얘기해보세요. Các bạn xem ví dụ giữa hai người này, tình cảm yêu nhau thì chúng ta sẽ dẫn nhau là 이 영화 볼까요? 저 영화 볼까요? 저 영화는 봐요. Tiếp theo, 이 식당은 가요? 저 식당은 가요? 저 식당 가요. trong đi uống cà phê tương tự như vậy các bạn. Tiếp theo, ngữ pháp số 2 đó là động tính từ đi với neo. Neo đây là cảm thán thế hoặc nhỉ, sử dụng khi người ta bất ngờ hoặc là một sự hào hứng đột xuất diễn ra thì chúng ta sử dụng là neo. Ví dụ, 여기가 명동이에요. Wow, 사람이 정말 많네요. 좀 뜻밖의. 그다음 모자가 정말 싸네요. 이 무, thật sự rất rẻ. 더요? 네, 조금 듭네요. Hơi nóng. 비가 많이 오네요. 뭐 nhiều thế? 마리코지는 밥을 정말 조금 먹네요. thực sự là chỉ ăn một chút cơm. Ở đây chúng ta có thể dịch neo là thế hoặc nhỉ, khi mà chúng ta có một cái gì nó gọi là không bình thường, không bình thường, cảm xúc không bình thường thì chúng ta thế nhỉ, bất ngờ. Tiếp theo yến sub 1, chúng ta có 카트의 그림은 보고 얘기해보세요. Các bạn nhìn vào cái bức tranh ở trên cái thẻ và chúng ta sẽ nói chuyện. 날씨가 춥네요. Ở đây cái thẻ nó sẽ nằm ở trang 220 và chúng ta sẽ lấy trang 220 ra để chúng ta đọc thẻ. 정말 thực sự và bán thà là nhiều. Tiếp theo chúng ta sẽ phần câu phần 2, tiếp nối cái đoạn của hai bạn này ở cái việc rủ nhau đi xe đạp ở Hankang. Thì bây giờ chúng ta sẽ trông u cái ly tiếp tục với đoạn hội thoại. Hankang Yokiga Hankang Komonie, đây là công viên Hankang. Wow, trông man siêu hà nèo, thực sự mát mẻ. Trông u xin ý công viên này cha chú vào. Trông u xin ấn ý công viên này cha chú vào. Bạn có hay đến công viên này không? Để cha chú vào. Uri cha chân cơ thao cayo, chúng ta đi xe đạp nhé. Creo. Được. Đồng ý. Kelly si chém ý sơ. Bạn có thích không? Nè, Achu chém ý nèo. Tôi rất là thích. 그럼
파이팅. 우리 다음에 또 올까요? 좋아요. 파이팅. 선하이 정다리는 예? 좋아요. 하여튼 이곳은 뭐 어떠나? 한강공원. 띵홍수하이나. 띵 관악산. 띵홍수마라 침침방. 띵홍수몰라. 하나식당. 야항 수목. 네, cái dưới này chúng ta cũng có những tình huống tiếp theo. Chốt thả. Sàn. Cột tá. Đi bộ. Pi곤하다. Chukum. Chú. Chuita. Đây là thấp tá. Chukum. Chikirun Mashita. Chikir là món nước gạo. 주말에도 없다. 맛있다. 아주. 네, 중단하세요. 띵공 띵세요. 정권 너희 또 이제 띵세요. 중단 상권 너희 하이 분 말소 다음. 중단 해야 말 후퇴. 여기가 한강공원이에요. 와, 정말 시원하네요. 정우 씨는 이 공원에 자주 와요? 네, 자주 와요. 우리 자전거 탈까요? 그래요. 켈리 씨, 재미있어요? 네, 아주 재미있네요. 그럼 우리 다음에 또 올까요? 좋아요. 조등해라 하면 돼요. 여기가 한강공원이에요. 와, 정말 시원하네요. 정우 씨는 이 공원에 자주 와요? 네, 자주 와요. 우리 자전거 탈까요? 그래요. 켈리 씨, 재미있어요? 네, 아주 재미있네요. 그럼 우리 다음에 또 올까요? 좋아요. chúng ta sang tình huống số 2. Khoanak-san, chúng ta thay vào thôi. Thay vào thì chúng ta tập đọc nhiều lần. Tình huống số 3, đi đến chim chim bang, tương tự như vậy. Tình huống số 4, chúng ta đi Hana Xích Tàng. Và chúng ta quay lại tình huống số 1, chúng ta nghe lại một lần nữa mà chúng ta không cần phải nhìn chữ. 여기가 한강공원이에요. 와, 정말 시원하네요. 정우 씨는 이 공원에 자주 와요? 네, 자주 와요. 우리 자전거 탈까요? 그래요. 켈리 씨, 재미있어요? 네, 아주 재미있네요. 그럼 우리 다음에 또 올까요? 좋아요. chúng ta còn phần đóng vai nữa, đóng vai của Kelly trước nhé. 여기가 한강공원이에요. 네, 자주 와요. 우리 자전거 탈까요? 켈리 씨, 재미있어요? 그럼 우리 다음에 또 올까요? Bây giờ chúng ta sẽ đóng vai Trung U. Bắt đầu. Wow, 정말 시원하네요. 정우 씨는 이 공원에 자주 와요? 그래요. 네, 아주 재미있네요. 좋아요.
Chúng ta xong, chúng ta quay lại phần bài học. Ở đây chúng ta có thêm một số từ vựng nữa, đó là cha chu là thường xuyên, creo là ok, đồng ý, tha ôm là sau này, piconata là mệt mỏi, khư ta là to lớn, chikia đây là một món nước gạo ngọt. Và chúng ta dịch tiếng Việt chúng ta có thể là dịch như kiểu cái chè xôi mà họ nấu thành nước. Tiếp theo, yuan sư gì? Chingwa kachi yuki yuki haseo. Các bạn hãy nói cùng với bạn bè của mình. Nachika ở tếu. Ở đây ạ. Ở đây chúng ta xem ví dụ. Mua halkayo, oti kalkayo. Theo tình huống. Chogi ở kia. 오늘 날씨가 조금 춥네요. 우리 차를 마실까요? 좋아요. 저기에 커피숍이 있네요. 저 커피숍에 갈까요? 좋아요. 우리 저 커피숍에 가요. Tức là dựa vào thời tiết thì chúng ta rủ nhau đi đâu đó uống hoặc ăn những cái món đồ và liên quan đến thời tiết đó. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần Tutko Maragi. Hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị đó là 여러분은 언제 시간 있어요? 그때 뭐 해요? Khi nào bạn có thời gian và khi đó bạn làm cái gì? Các bạn nghe phần này xem là bốn người này sẽ sử dụng thời gian của mình như thế nào? Bạn ấy sẽ làm gì?잘 듣고 연결하세요. 1. 스티븐 씨, 오후에 테니스 칠까요? 네, 좋아요. 2. 스티븐 소하이. 나나 씨, 주말에 같이 스케이트 탈까요? 네, 스케이트. 언제 만날까요? 네, 3. 민수. 민수 씨, 토요일에 같이 축구할까요? 축구? 미안해요. No. 이번 토요일에는 등산을 가요. 등산입니다. 다음에 해요. Cái đó để sau. 4. 봐봐. 유진 씨, 지금 시간 있어요? 같이 게임할까요? 미안하지만 저는 게임을 안 좋아해요. 그럼 산책할까요? 네, 그래요. 유진 소남. Tiếp theo được số 2. 여러분은 친구하고 같이 뭐 해요? Bạn làm gì với bạn sẽ làm gì cùng với bạn bè? Uống cà phê, cùng đi hát, cùng chơi bia hay cùng đi xem phim? Thì chúng ta 잘 듣고 많은 것은 그러세요. Rồi chulang은 주말에 뭐 해요? 저기 있다 đi xe đạp hoặc là đây gì ạ? Đi tắm hơi chim chim bằng. Chúng ta sẽ nghe phần này. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 이 음악 정말 좋네요. 네, 그래요. 줄리앙 씨, 음악 좋아해요? 그럼요. 저는 매일 음악을 들어요. 그리고 주말에는 기타도 치고 노래방에도 가요. 저도 노래방을 좋아해요. 켈리 씨, 그럼 이번 주말에 같이 노래방 갈까요? 네, 좋아요. 토요일에 갈까요? 일요일에 갈까요? 토요일에는 정우 씨하고 한강공원에 가요. 그래요? 그럼 일요일에 만나요. 1 và này là
đánh đàn và bạn này ngày ngày nghe nhạc. Tiếp theo, Baraki, Chinku wa yuki một rồi, cái này các bạn phải nói cùng với bạn bè. Bạn nào đó, Onje shigan seyo? Và Kurom ovue mua heo? Chờ tôi dùng ở chùa heo. Hàn Quốc suavi kinago ovue shigan seyo? Vì vậy vì buổi chiều có thời gian tiếp tục. Vậy thì buổi chiều bạn sẽ làm gì? Cho nên dùng hoa chùa heo. Kureso kukchang e chachu kayo. Vì là bạn thích phim, bạn ấy sẽ đi xem phim. Cho tôi yêu hoa chùa heo. Kurom ono u kachi yêu hoa bồn kayo. Để chùa heo. Để rủ nhau. Vâng chê. Thời gian có khi nào. Mùa heo. Chẳng phải heo. Cái này các bạn sẽ cùng nhau luyện tập. Suop là buổi học. Hu là ohu là buổi chiều. Phần 읽어쓰기. Muốn vận động 좋아해요? Bạn thích môn thể thao nào? 누구하고 같이 해요? Bạn chơi cùng với ai? 다음 읽고 질문에 답하세요. Tôi sẽ dịch cho các bạn cái phần quảng cáo này. 같이 농구 할까요? Cùng nhau chơi bóng rổ nhé. 저는 중국 학생 서민입니다. Tôi là 서민, là học sinh Trung Quốc. 언어교육원에서 한국어를 배웁니다. Tôi học tiếng Hàn ở trung tâm ngôn ngữ. 요즘 날씨가 좋습니다. Dạo này thời tiết đẹp. 그래서 저는 농구를 자주 합니다. Vì như vậy nên tôi thường xuyên chơi bóng rổ. 수요일과 금요일에 점심은 먹고 농구를 합니다. Vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần sau khi ăn chấm chứng minh mặc cô ăn trưa rồi sau khi ăn trưa tôi chơi bóng rổ. 여러분도 농구를 좋아합니까? Các bạn có thích chơi bóng rổ không? 그럼 같이 농구 할까요? Chúng ta cùng nhau chơi nhé. 제 전화번호는 số điện thoại của tôi 010에 088에 0880에 5488입니다. Số điện thoại của tôi là 010 0880 5488. Cho nó hà xe gọi điện cho tôi. Ơn chê. Su yô yên không yên. Ở thì sâu ơn tê. Vân đông chàng. Ở thì là địa điểm ở đâu. Là sâu ơn tê. Vân đông chàng. Sân vận động của Đại học Seoul. Thì đây sau mình vô chương mua héo mua thu cua sèo sau mình học tiếng Hàn và chơi bóng rổ má nâng cơ sơn cua sèo hãy chọn cái đúng vô chương chúc cô pika hoài hồ không phải sau mình suy yên hà gô cơm yên nè nông cua héo đúng sau mình yên nông cua hà gô chôm chim muốn mở hồi hồ không phải chôm chim muốn mở cô đây chọn số 2 ok quân đông trang và sân vận động các bạn nhé. Sư kỳ, 여러분 친구를 찾는 글 써보세요. Các bạn tìm một cái đoạn và bạn hãy viết một cái đoạn văn để tìm người bạn có thể chơi cùng mình một môn thể thao nào đó. Khả chi làm gì đó giống như phần bên trên. Thực hành phần này, chúng ta sẽ viết thời tiết đẹp hay không đẹp và chúng ta sẽ lựa chọn công việc của các bạn. Munhoa Sanjek ở chỗ này. Về thực hành thì chúng ta có 여러분 남자 친구 여자 친구 어디에서 처음 만났어요? Các bạn nào bạn đã gặp bạn trai hoặc bạn gái của mình lần đầu tiên ở đâu? Araboki, đây các bạn sẽ tìm hiểu thêm thông tin. Hanguk에서 보통 학생들은 meeting 합니다. Ở đây thì thường xuyên có những buổi họp gặp mặt của các bạn học sinh sinh viên. 미팅 해서 남자 여자 친구 여러 친구들과 같이 만납니다. Ở đây các bạn nam và các bạn nữ cùng gặp. 친구가 남자와 여자를 소개했습니다. Bạn nam bạn bè sẽ giới thiệu bạn trai và bạn gái cho nhau.
두 사람은 소개팅을 합니다. 한 여자 공연을 gặp mặt. 우스르니 남자와 여자를 소개했습니다. 아, 네. 장장 어른이 중단하고 왜 나이. 두 사람은 손을 봅니다. 한 것이 영향을 했던가. 생각나기 여러분 고향에서는 남자 여자를 어떻게 만나요? 얘기해 보세요. Hãy nói chuyện. Các bạn thấy là cái việc gặp mặt ở bên Hàn Quốc khác bên Việt Nam hay giống bên Việt Nam ạ? Và phát âm ngày hôm nay đó là 숙제는 해요. Ở câu có you chúng ta hạ thấp cái giọng của mình xuống. Như vậy, quy tắc đó là những câu mà trả lời, câu mà khẳng định thì chúng ta nhắc khăn khi mà chúng ta trả lời ở câu hỏi cao thì chỗ gươm hơi có một chút là đưa lên rồi mới hạ giọng xuống hơi ngắn. Ví dụ như là chúng ta gọi Narashi chikum otie kayo. Cực trang e kayo. Ui nè oti kagayo. Cực trang e kayo. Chúng ta lưu ý như vậy. Ở bài số 8 này chúng ta lưu ý là chúng ta có một số nội dung. Số nội dung chúng ta cần chú ý ngay từ phần đầu bài học bài số 8 đó là âu huy từ vựng về yoga để yoga hoạt động tức là cái yoga là giải trí những cái hoạt động giải trí và ngữ pháp thì chúng ta động từ đi với learn kayo và bất quy tắc phát chim tờ maragi chianagi để hỏi thăm và mùi thứ hai chúng ta có nhiều thế nhỉ hoặc là cái này cái kia. Tiếp theo chúng ta có Maragi 2 là những cái biểu hiện về cảm giác. Tiếp theo, chúng ta có thức cô mà ghi giữa cái hoàn tông chế án hơn Maragi chế án hạ kỳ từ cái sự đề nghị và giữa cái hoàn tông chế án hơn theo hòa thức kỳ tự nghe một đoạn hội thoại về đề nghị về những cái hoạt động giải trí nghe về cái nghe đoạn hội thoại về cái hoạt động giải trí và đề nghị về một số hoạt động giải trí. Về phần đọc viết thì chúng ta đọc về cái đoạn tìm người tham gia cùng một hoạt động thể thao. Viết về một đoạn tìm người cùng chơi thể thao với mình. Thực hành đó là đề nghị hẹn hò. Về văn hóa chúng ta có phương pháp gặp mặt bạn khác giới và phát âm chung yu âm em chắc nhằng. Và bài số 8 này chúng ta kết thúc ở đây. 영화 볼까요?